Sáng nay, tại Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 201, Binh chủng Tăng Thiết Giáp đã diễn ra lễ khai mạc và chấm thi, hội thi, hậu cần tổ chức. Thời gian qua, cùng với đầu tư của các cấp, Lữ đoàn 201 đã huy động tối đa công sức bộ đội để củng cố cảnh quan doanh trại, cải tạo vườn đồi, xây dựng khuôn viên bồn hoa, thảm cỏ. 10 năm qua, Lữ đoàn đã trồng mới hàng nghìn cây bóng mát, hàng vạn cây lấy gỗ và cây ăn quả các loại. Hệ thống vườn hoa, cây cảnh, thảm cỏ được bố trí hài hòa. Hệ thống vườn thuốc nam, vườn tăng gia có đủ loại cây, cơ cấu phong phú, đa dạng, chất lượng tốt. Lữ đoàn cũng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong quản lý sử dụng đất quốc phòng theo đúng quy định, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường của đơn vị xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn.